Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết học số 2 của Unit 7 với chủ đề là In the Kitchen, ở trong bếp. Bây giờ cô xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 32 nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ có 3 hoạt động, đó là các hoạt động số 3, 4 và 5. Trong số 3 hoạt động này, ta sẽ có 2 hoạt động nghe và 1 hoạt động viết. Và mình sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 3, Activity number 3, Listen and Chant. Hãy nghe, hát và vỗ tay theo bài hát. Trước khi chúng ta nhìn vào lời bài hát, mình sẽ cùng cô quan sát vào bức hình này nào. Bức hình này chúng ta được gặp lại hai nhân vật quen thuộc, đó là mẹ và một bé gái. Hai mẹ con đang ở trong bếp và dùng bữa. Các em có thể nhìn thấy là mình có 3 loại đồ ăn và đồ uống chúng ta vừa gặp trong lesson 1 đã xuất hiện trong bức hình này. Đó là jam, mứt, juice, nước ép và jelly, thạch. Bây giờ, để biết được nội dung của bài hát này, chúng mình sẽ nhìn cho cô sang lời bài hát ở phía bên trái. Ta sẽ cùng nhau đọc lời bài hát. J, J, jam. I like jam. J, J, juice. I like juice. J, J, jelly. I like jelly. Chúng ta đọc lại lời bài hát một lần nữa nhé. J, J, jam. I like jam. J, J, juice. I like juice. J, J, jelly. I like jelly. Tiếp theo, chúng mình sẽ được nghe bài hát này. Bây giờ cô sẽ bật lần nghe số 1. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Các bạn sẽ được nghe bài hát này thêm một lần nữa trước khi chúng ta thực hành. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Chúng ta đã cùng nhau đọc lời bài hát này 2 lần, nghe bài hát này 2 lần. Và bây giờ cô sẽ bật đoạn nhạc mẫu của sách giáo khoa. Các em sẽ ghép lời của bài hát này vào để hát và vỗ tay theo nhạc nhé. Thank you.
Và bây giờ hãy cùng cô dịch bài hát này sang tiếng Việt nào. Mứt, tôi thích mứt. Nước ép, tôi thích nước ép. Thạch, tôi thích thạch. Trong hoạt động số 3 này, nếu như mình để ý thì bài hát này được chia ra làm 3 khổ và câu thứ 2 của mỗi khổ thì đều có sự giống nhau về cấu trúc. Chúng đều bắt đầu với I like, tôi thích, và đằng sau sẽ là tên cái loại đồ ăn hoặc là đồ uống mà mình thích. Các em hãy ghi nhớ giúp cô cấu trúc này để chúng ta sẽ sử dụng nó ở ngay những bài sau và ngay những cái phần ôn tập tiếp theo nhé. Chúng ta kết thúc hoạt động số 3 tại đây. Bây giờ mình sẽ đến với hoạt động số 4. Yêu cầu của hoạt động này là listen and tick. Hãy nghe và tick. Trong hoạt động này chúng ta sẽ có 2 câu hỏi. Tương ứng với mỗi câu hỏi sẽ là 2 bức hình A hoặc B để chúng ta đưa ra lựa chọn. Lưu ý giúp cô bài này, nếu như các em chọn phương án nào thì chúng mình sẽ tích vào ô vuông ở phía bên phải của đáp án đó nhé. Trước khi nghe, chúng mình sẽ cùng nhau phân tích các bức hình. Đầu tiên, đối với câu hỏi số 1, ta có 2 bức hình. Bức hình A, đây là món thạch, còn bức hình B thì đây là món bánh. Món thạch thì chúng mình đã học rồi, đó là jelly. Còn món bánh thì sao? Chúng ta sẽ gọi chung nó là cake. Tiếp theo, câu hỏi số 2 nào. Trong câu hỏi này, chúng ta thấy có 2 bức hình. Bức hình A là món mứt, jam. Và bức hình B là món, chúng ta gọi là một loại đồ uống nhé. Đó là nước ép, juice. Vừa rồi cô đã giúp chúng ta phân tích được nội dung của các bức hình và từ khóa để chúng ta có thể đưa ra được lựa chọn đúng. Bây giờ các em sẽ nghe bài nghe này 2 lần để đưa ra đáp án của mình nhé. Lần nghe số 1. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. I like jelly. 2. I like juice. Bây giờ là lần nghe số 2. Bit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. I like jelly. 2. I like juice. Hai câu vừa rồi không khó đúng không nào? Cô hy vọng là chúng ta đã tìm được phương án chính xác. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. I like jelly. 1. I like jelly. Tôi thích thạch. Đáp án đúng cho câu hỏi số 1 là A. 2. I like
juice. 2. I like juice. Đáp án là B. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa để kiểm chứng đáp án vừa rồi nhé. Unit 7. In the kitchen. Page 32. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. I like jelly. 2. I like juice. Vậy là các phương án chúng ta đưa ra vừa rồi đã hoàn toàn chính xác. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Activity number 5. Look and write. Hãy nhìn và viết. Hoạt động này chúng ta sẽ luyện viết chữ cái J qua hai hình thức. Thứ nhất là viết in hoa và thứ hai là viết thường. Hoạt động luyện viết này thì các em có thể tự thực hành tại nhà trên chính sách vở của mình nhé. Bây giờ hãy nhìn xuống cho cô ba bức hình bên dưới và cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần bài tập này. Thông qua ba bức hình thì ta sẽ điền tên cho các loại đồ ăn và đồ uống mà chúng ta vừa được học. Ở bức hình đầu tiên, đây là món thạch. Và món thạch của chúng ta đó là jelly. Ta còn thiếu chữ cái J. Jelly, thạch. Bức hình số 2, đây là nước ép, juice. Chữ cái còn thiếu là J. Juice, nước ép. Và cuối cùng, đây là mứt, jam. Jam, mứt. Như thế là rất nhanh chóng, chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của hoạt động số 5 rồi. Hoạt động số 5 này thì chủ yếu là luyện viết và ôn tập lại từ vựng. Bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.